Xin chào các bạn quay trở lại với kênh âm thanh của Duy Anh Audio. Trong video này em thanh lý cho các bác một column ly của hãng Đờ Nông AVD3300. Đây là dòng suất các bạn nhé, hàng suất điện 220 nhưng mà đang bị lỗi này. Bật nguồn lên và đóng le nhưng mà lại không ra tiếng các bạn nhé. Không ra tiếng, vẫn đóng le. Và hiện tại thì về vận chuyển về thì các bác nhìn này, nó bị cong mất chỗ này này. Ở đây có một vạch vẹt cái chỗ nó bị nứt ở chỗ này các bác này. Chỗ này bị cong, nó bị nứt ở đây này. Đây các bác có thể nhìn rõ cái vết nứt ở đây này. Hàng bãi về thì em không động chạm xử lý gì luôn. Em thanh lý lỗ cho các bác luôn. Cái âm ly này em đang thanh lý cho các bác với giá là 1 triệu đồng thôi nhé, không bao ship. 1 triệu đồng, nó đang bị chỗ này toàn mạch to thôi, không có mạch lý nhí đâu, chỗ này này. Đấy. Nên em không xử lý cái chỗ này. Nên em bán sẽ lỗ cho các bác luôn. Chỗ này này, đấy. Đây, nó vẫn còn rất là chắc. Âm ly này nó rất là nặng và khủng luôn các bác nhá. Nặng đến 15 kg cơ, sò thế thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kênh các bạn nhé. Dòng này là dòng âm ly 7 kênh thì tương đương với 14 con sò than Saken 1 vít 17, 7 kênh 14 sò Đờ Nông. Bô và transformer nguồn rất khủng luôn. Máy nặng 15 kg. Thông số của âm ly 320W này. Made in Korea, Hàn Quốc này. Điện từ 115 đến 230V này. Ở đây sẽ có mấy cần gạt các bác nhé. Đấy. Đây, hàng bãi về một dây nguồn cả bị cắt này. Đây em phải lấy cái dây khác em cắm thử test nhưng mà nó không ra tiếng. 7 kênh loa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kênh. Trở kháng loa thì đều từ 6 đến 16 ohm. Đây, 6 đến 16 ohm. Ở đây thì có đến 3 cổng quang vào. FM dòng này có cả FM phun đài tần số, rất nhiều cổng analog này. Đường rời out cũng có này, xuất tín hiệu rẻ mã ra này. Rất nhiều xúc điện, cổng xúc điện đầy đủ này. Đấy, thanh lý lỗ cho các bác giá là 1 triệu đồng không bao ship. Và con đi này thì em cam kết cho các bác 100% hàng bãi về mà chưa động chạm một cái gì luôn. Tất cả các cái dây dợ này, còn nguyên cả si, chưa động chạm gì, mạch chưa tháo ốc luôn các bác nhé. Đấy. Về test thì đấy, nên nguồn đóng le nhưng mà kiểm tra thì đây chỗ này có bị nứt một tí mạch chỗ này. Đấy. Xả thanh lý cho các bác giá là 1 triệu đồng không bao ship. Máy rất nặng luôn, mặt màu bằng chanh và hình thức máy còn rất đẹp luôn các bác nhá. Máy còn rất đẹp. Đấy, các cái núm này, này toàn bằng núm mà nhôm hết. Đấy. Núm bộ núm cũng rất là đẹp. Nguyên cái đàn sò kia đã thấy khủng rồi, nguồn cũng khủng luôn. Hàng này là hàng xuất, hàng điện 220 chứ không phải là hàng nội địa Nhật các bác nhá. Chỉnh bát chắc đây cũng có này. Nhưng mà lên nguồn đóng nè không ra tiếng. Đấy, bát chắc cộng trừ 12. Đây, volume cũng chẳng có tiếng lên ra gì cả. Thanh lý xả lỗ cho các bác giá 1 triệu các bác nhé. Hình thức thì đẹp rồi, máy móc thì động cam kết cho các bác là chưa động chạm sửa chữa gì luôn. Đấy, nó chỉ bị lên nguồn đóng le không ra tiếng các bác nhé. Thanh lý lỗ cho các bác. Các bác nào có kinh nghiệm sửa chữa thì đấy, hoặc có các bác thợ nào giỏi giỏi một chút thì xử lý cái chỗ này hoặc một vài chỗ khác nữa. Đây, đây các bác mua hàng liên hệ cho em qua số thoại 0961 22535. Cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.